À, dạ vâng, xin chào anh em, xin chào toàn thể các bác. Đầu xuân năm mới năm 2024, ấy, cho phép shop ấy, được thay mặt toàn thể đội ngũ nhân viên của bên cơ sở em. Xin kính chúc toàn thể các bác và anh em cùng gia đình ấy, sang một cái năm mới có thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, thành công rực rỡ. Ấy, chúc các bác và anh em trong năm 2024 này, gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ấm no. Ấy, chúc anh em gặt hái được thật là nhiều những cái thành công. Ấy, và trong cái video clip ngắn này, em cũng xin phép tổng hợp đến các bác và anh em ấy, về một số những cái mẫu loa mà hiện tại bên cơ sở shop đang kinh doanh. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến anh em cũng như là cuối video em cũng sẽ báo giá. Và bên cơ sở shop sẽ lì xì cho anh em ở đầu năm này đấy, các bác nhé. Và đến hết tháng này thì bên cơ sở shop sẽ quay lại cái giá trị ban đầu đấy, để các bác và anh em có thể lựa chọn cũng như là các bác và anh em ủng hộ bên shop đấy. Là bên cơ sở em rất là muốn lì xì cho anh em trong cái tháng này, tháng đầu năm, để các bác và anh em khai xuân nó đạt cái hiệu quả thành công rực rỡ các bác nhé. Đấy. Và cái dòng loa đầu tiên em giới thiệu đến anh em này. Đấy, đây là cái dòng VKS998 anh em nhé. Đấy, dòng này thì giá rẻ quốc dân anh em nhé. Đầy đủ tất cả các chức năng, một trong những cái dòng loa có cái ổn định nhất. Đấy, và đây là cái hàng loại 1 anh em nhé. Nó không giống như những cái hàng như là anh em mua những cái dòng E đâu, dòng E898 hay là những cái hàng như trên Shopee, Lazada, những cái hàng đấy thì hầu như các bác và anh em đều dính phải hàng loại 2 thôi anh em nhé. Còn hàng của bên shop là hàng loại 1. Đấy, đây là con VKS898 này. Đấy, và cái dòng thứ hai đây. Đây là cái dòng VKS998 đây anh em nhé. Dòng này thì hai dòng này thì giá tương đương nhau anh em nhé. Đấy, cuối video này em sẽ báo giá cho anh em cụ thể. Các bác và anh em nào cần mua thì anh em cứ tham khảo xem hết cái video này giúp em. Đấy, còn đây là con E388 anh em nhé. E388 đây. Đấy, quay cho anh em đây. Thiết kế máy đứng này. Đấy, với những anh em nào chưa biết về cái dòng loa này. Dòng loa này âm thanh rất là to anh em nhé. Các bác và anh em mà xài, anh em đánh ở cái bán kính lớn, anh em xài cực kỳ ngon luôn. Âm thanh to mà giá phải chăng. Đấy. E388. Đấy, và một cái dòng loa nữa. Dòng loa cao cấp anh em nhé. Đấy, dòng Q93. Dòng Q93 này thì hiện tại nó là một trong những cái dòng loa giá rẻ nhất trong cái phân khúc loa cao cấp. Đấy, giá rất là rẻ cho anh em. Và đầu năm này thì em cũng sẽ khai xuân cho anh em. Đấy, giá đẹp luôn anh em nhé. Giá khai xuân có lì xì cho anh em luôn. Giảm giá luôn cho anh em. Đó. Q93. Hàng này là hàng nội địa anh em nhé. Đấy, có mã tem QR đây. Anh em có thể thấy được. Đấy, và một cái dòng loa nữa đây anh em nhé. Đấy, dòng loa huyền thoại. Mẫu loa Q92. Đấy, phiên bản nội địa tiếng Trung. Đấy, cũng sẽ có mã QR. Đấy, tem bảo hành, tem chính hãng của công ty. Đấy, dòng này thì nó là một trong những dòng loa huyền thoại rồi. Âm thanh rất là chuẩn. Tiếng to, chỉnh phát check. Các bác và anh em chỉnh rất là ok luôn. Sóng xa pin châu. Đấy. Và một cái dòng loa cao cấp nữa này. Đấy, đây là cái dòng loa AT100 anh em nhé. AT100. Đấy, dòng này thì nó sẽ giống như cái con Q92 thôi. Đấy, nếu mà chuẩn thì cái dòng AT100 này nó là cái phiên bản nâng cấp của dòng Q92. Phiên bản này nó là phiên bản nâng cấp pin. Pin rất là trâu anh em nhé. Pin rất trâu, cầm đầm tay. Đấy, thiết kế thì giống hệt Q92, không khác gì luôn anh em nhé. Phiên bản này là phiên bản tiếng Anh. Tí nữa em sẽ báo giá cho anh em. Đấy, và một cái con loa nữa đây anh em nhé. Dòng AT108. Đấy, thông báo anh em đây là một loại loa mới. Với những anh em nào mà chưa trải nghiệm dòng loa này thì các bác và anh em nên trải nghiệm. Bởi vì đây là một trong những cái mẫu loa cao cấp nhất hiện nay. Và nó có tính ổn định cũng như là độ bền rất là ngon cho anh em. Dòng này thì thực sự với anh em là nó khác hoàn toàn so với cái dòng AT100. Dùng rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, với những cái dòng mới như này thì em sẽ khui hộp luôn ra cho anh em này. Khui hộp luôn cho các bác và anh em thấy được. Rất là ngon luôn anh em nhé. AT100 hay Q92 các bác và anh em ba chạm rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng cái dòng AT108 này nó sẽ ngon hơn anh em nhé. Thiết kế cho anh em đây. Đấy, bật loa lên này. Đó. Phần đèn báo phần trăm pin này. Đèn báo màn hình luôn cho anh em này. Màn hình rất là to luôn cho anh em nhé. Nhẹ hơn AT100 rất là ok nhé. Anh em nhé. Đó. Bát loa to hơn, tiếng kêu chuẩn hơn, to hơn. Đấy. AT108. Đấy, con này rất ngon luôn anh em nhé. Đấy, sóng điều khiển cho anh em, đấy, bàn phím tiếng Anh. Đó. Thì về cái sóng sánh thì những cái dòng loa này thì nó đều chống sóng của nhau hết các bạn nhé. Đấy, anh em mà cứ gần gần nhau tầm 400-500 mét là kiểu gì kiểu là cũng trùng sóng điều khiển với nhau thôi. Các bác và anh em biết được là anh em phải tránh không? Đó. Thì đây là cái dòng AT108 anh em nhé. Đấy, còn về giá cả này thì trong cái video này em cũng sẽ báo giá cho anh em này. Đấy, với cái dòng 898 này anh em nhé, 898 hay là 998 này thì hiện tại bên cơ sở shop đang bán với giá đấy là 450 anh em nhé, 450.000 kèm theo thẻ
đấy là phít lọc cho anh em. Tất cả những cái mặt hàng như thế này là em đều báo giảm giá luôn cho anh em là 20.000. Nếu ví dụ anh em đặt này thì là sẽ còn 430.000 là đầy đủ phụ kiện kèm theo cả thẻ luôn anh em nhé. Đấy, đầu xuân năm mới giảm giá luôn cho anh em. Đấy, dòng 998 này cũng thế này, 450 cũng giảm giá còn 430, đầy đủ hết phụ kiện. Dòng E388 đấy, hiện tại giá 550 giảm xuống cho anh em còn 530.000 anh em nhé. Cái dòng Q93 đấy, giá 650 cả thẻ cả phụ kiện đấy, chỉ còn 630.000 thôi. Đấy, còn dòng Q92 này thì giá của nó hiện tại là 750.000, giảm giá cho anh em là 730.000 anh em nhé. Dòng AT100 này, dòng này hiện tại nó đang là 830, giảm giá cho anh em chỉ còn 800 thôi anh em nhé. Dòng AT108 đó, giá 850, giảm giá cho anh em chỉ còn 830.000. Đấy, bắt đầu là từ video này cho đến cuối tháng anh em nhé. Đấy, và nếu anh em đặt là bên cơ sở shop sẽ giảm giá cho anh em luôn. Đấy, các bác và anh em chỉ cần báo là đầu năm thì các bác và anh em được phát lì xì, là bên cơ sở shop là sẽ giảm giá cho anh em luôn, tự động giảm giá cho anh em, là tặng lì xì 20k cho toàn thể anh em đặt loa bên shop. Đấy, và khi anh em đặt loa bên shop thì anh em sẽ nhận lại được những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất là tất cả loa của bên shop đều là loa mới, loa chính hãng, và đảm bảo với các bác và anh em là sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng. Đấy, rất là nhiều bác thắc mắc về vấn đề là tại sao lại chỉ bảo hành 1 tháng. Các bác và anh em thông cảm nhé, anh em mang đi ra ngoài đồng này, nắng mưa bụi bẩn. Đấy, cho nên nó không giống như những cái sản phẩm trong nhà. Nếu các bác và anh em mà mua về trong nhà ấy, bên cơ sở shop có thể khẳng định luôn là sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng được. Nhưng mà anh em đi ra ngoài đồng, nắng mưa, gió, sương thì tất cả những cái dòng loa này chỉ bảo hành cho anh em 1 tháng thôi. Khi các bác và anh em đặt hàng bên shop, đấy là bên cơ sở shop sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác và anh em sau này. Đấy, nếu trường hợp loa của các bác và anh em trục trặc lỗi lầm. Đấy, và các bác anh em lưu ý là chỉ có duy nhất bên cơ sở shop đấy là bán loa và nhận hỗ trợ sửa chữa loa cho anh em thôi. Đấy, còn những cái shop khác là chắc chắn là người ta sẽ không sửa cho các bác và anh em đâu. Đấy, các bác và anh em cứ tham khảo, anh em cảm thấy bên nào uy tín hay là anh em cảm thấy chỗ nào bán loa chuẩn thì các bác và anh em đặt hàng. Đấy, còn hàng của bên em thì gửi cốt tận tay, nhận hàng anh em kiểm tra test trước khi anh em thanh toán các bác nhé. Đấy, thì một cái video clip ngắn em làm đến đây cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.